Hình ảnh một người phụ nữ cặm cụi vá xe vào ban đêm ở át tư đường Hàm Nghi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Bà tên là Trần Thị Ngọc Anh, 60 tuổi, trú ở phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Người ta thường gọi bà bằng cái tên rất đơn giản, bà gái Bà gái tâm sự, hàng ngày, bất kể nắng hay mưa, cứ tới 6 giờ chiều, bà đạp xe mang theo hộp đồ nghề ra ngã tư để bắt đầu làm việc. Trước đây, hai vợ chồng bà cùng làm nghề sửa xe, nhưng khi người chồng mất đi, bà vẫn tiếp tục làm nghề này. Nghề vã xe ban đêm rất vất vả, nhưng tiền công chẳng được bao nhiêu. Bơm vá xe máy, bà lấy 3.000, xe đạp bà lấy 2.000 đồng, vá xe đạp 10.000 đồng, còn xe máy từ 15 đến 20.000 đồng. Ngày đắt thì kiếm được hơn trăm ngàn Ngày không có khách lại chẳng được đồng nào Bà gái có ba người con Đã có gia đình nhưng ai cũng khó khăn Nên không giúp được gì nhiều Hiện giờ bà đang nuôi đứa cháu của cô con gái út Bà chia sẻ Bản thân đang khỏe Còn làm việc được nên không muốn làm phiền hà tới ai trên đoạn đường ở quận 1, có nhiều tiệm sửa xe nên thỉnh thoảng mới có người khách kẽ chỗ bà để bơm, để vá xe. Khi đêm khuya xuống, những tiệm kia đóng cửa mới bắt đầu đông khách hơn Thường thì 2 giờ sáng, bà mới chiếc xe đạp cũ kỹ mới về nhà Có nhiều vị khách không may hỏng xe dọc đường Nhưng lại quên mang theo tiền Bà gái vẫn nhiệt tình sửa giúp rồi cho, cho nợ Bà gái vẫn dịnh nhiệt tình sửa chữa giúp rồi cho nợ Nếu ai không nhớ, thì hôm sau gái qua trả Còn không thì bà cũng coi như giúp người khi hoạn nạn cũng có nhiều người chỉ bơm xe nhưng thương hoàn cảnh của bà nên trả từ 20 đến 50 ngàn đồng. Ở những tiệm sửa xe khác, họ bơm vá bằng xe máy, còn với bà, hai chiếc bơm sắt bằng tay cùng chiếc hộp nhựa đựng cờ lê, mỏ lết, miếng vá đã theo bà hàng chục năm nay. Bà cũng mua một bịch xăng để bán thêm kiếm vài đồng. Hơn 30 năm làm nghề vá xe, bàn tay bà gái đã chai sần, lấm lem dầu mỡ nhưng người đàn bà 60 tuổi tâm sự chỉ khi nào không có sức đạp xe thì bà mới nghỉ cái nghề này.